Life coach nghĩa là gì vậy chị? Đây là một trong những cái lý do tại sao chị Nhi muốn đem life coach về Việt Nam, vì thật ra rất ít và hầu như không có nhiều người Việt Nam hiểu life coach là cái gì. Ok, life coach là một cái không có mới với ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam mình, người Việt Nam mình chưa có lên cái tầng gọi là dư ăn dư mặc để mà lo tới life coach. Họ chỉ vẫn còn lo cơm áo gạo tiền ngày mai là xong thôi. Ok, và chị sẽ phân tích luôn cái sự khác biệt giữa life coach và những cái bác sĩ tâm lý là cái gì. Ok, bác sĩ tâm lý là những cái người mà họ sẽ chịu trách nhiệm về medical, tức là về thuốc. Có những người người ta bị tâm thần, có những người người ta có vấn đề về não của họ, họ hay suy nghĩ vớ vẩn, họ hay bị trầm cảm, hay họ có vấn đề về tâm lý. Đó là khi em cần bác sĩ tâm lý. Khi em có những cái vấn đề em không hiểu về bản thân em và em cảm thấy rất đau đầu, em mất ngủ, em stress, những cái đó chắc chắn em phải tìm được bác sĩ tâm lý. Có thể bác sĩ sẽ cho em những loại thuốc mà em cần để em relax, để em giảm đau, để em cảm thấy bản thân của mình đỡ suy nghĩ căng thẳng. Rồi, cái sự khác biệt của những cái người cần bác sĩ tâm lý và bác sĩ và người life coach như vậy đó là cái gì? Cái người mà cần life coach á, họ bình thường về tâm lý, nhưng mà họ chỉ bị cái trauma, tức là những cái tổn thương từ nhỏ, và họ bị túng, tức là họ bị lúng túng trong cái thời điểm phát triển bản thân. Họ lên cái tuổi trưởng thành và họ không biết định hướng để sống như thế nào, họ không biết tương lai của họ như thế nào, họ không biết tài năng của họ là cái gì, họ không biết họ là ai, họ không biết định hướng của họ như thế nào. Life coach là người bạn phải dạy được cho người ta tất cả những cái đó. Tức là bạn phải dạy cho người ta họ là ai, bạn phải phân tích được tính cách của họ như thế nào, tại sao họ suy nghĩ như vậy, tại sao họ hành động như vậy, tại sao họ làm như vậy, và tại sao con người lại suy nghĩ như vậy. Cái nghề nào là cái nghề mà định hướng nghề nghiệp đúng cho họ nhiều sự lựa chọn, vẽ cho họ một cái lộ trình nhất định, sau đó ngồi thảo luận với họ và cùng đi với họ trên từng bước một. Mỗi cái bước đi nhỏ sẽ phải support họ thêm những cái khác, ví dụ như về sức khỏe, tức là lifestyle về healthy, họ phải ăn cái gì, họ phải tập thể dục những cái gì làm cho họ giảm stress được, sau đó lại qua tới phần coaching về tình cảm. Phải dạy cho họ yêu như thế nào, cái cách yêu như thế nào, làm sao để yêu người khác một cách tử tế. Sau đó phải dạy cho họ để làm một parent, tức là một người là cha là mẹ. Làm cha làm mẹ phải làm như thế nào, làm sao để dạy con đúng, tại sao con lại nghĩ như vậy. Nếu như làm cha làm mẹ, làm sao để sử dụng cái tài năng tốt nhất của mình để dạy cho con. Rồi, việc career, tức là công việc. Phải định hướng được cho họ là cái họ đang làm, nếu là không làm cho họ hạnh phúc, không đi đúng đường, có con đường nào thích hợp hơn. Okay. Phải bày cho họ về finance, tức là về tài chính, về tiền, dạy cho họ hiểu tiền như thế nào, đầu tư như thế nào, làm sao để đầu tư được tiền, làm sao để đầu tư kinh doanh. Và nếu như họ có nhu cầu để trở thành leader, boss hay là những người quản lý cấp cao, bạn cũng phải có đủ tài năng để mà hướng cho người ta theo cái con đường đó. Ngoài ra bạn còn có phải dạy cho người ta về tình dục, về quan hệ tình yêu, về lứa đôi, những cái chuyện riêng tư và private, tức là cá nhân, em bạn cũng phải tâm sự và nói chuyện với họ. Rồi về mặt khác nữa, ngoài ra thì người về life coach họ còn làm cái gì nữa? Những người life coach bình thường không phải em chỉ học một cái tờ giấy ra em nói em là life coach. Life coach nó đòi hỏi cả hai thứ, tức là những cái kiến thức chuyên môn mà chị hay chia sẻ trên kênh của chị, cộng với lại cái kiến thức cá nhân hay còn gọi là life experience. Đa phần những người life coach trên thế giới, họ phải chịu rất nhiều tổn thương cũng như những cái đau khổ trong cuộc đời của họ đủ nhiều để họ có thể ném và trải hết những cái này, để khi họ phân tích và giúp một người, họ có đủ nội lực để giúp người ta. Em không thể giúp một người khi em không có đủ cái năng lực cũng như cái nội lực. Năng lực nó đến từ việc học và việc đào tạo và việc tập luyện, nhưng nội lực nó đến từ cái việc em đứng lên sau những cái biến cố, em vượt qua những cái khó khăn của em. Những cái trải nghiệm cá nhân, những cái cảm xúc cá nhân, những cái bài học cá nhân, nó cộng chung với những cái kiến thức sách vở, đó là cái tạo ra life coach. Có nhiều người người ta có thể nói người ta life coach, nhưng một người life coach thành công thực sự phải nhìn được kết quả bao nhiêu cuộc đời họ thay đổi. Một người đi vô và chỉ nói là học life coach 1 tuần 2 tuần sẽ giỏi, câu trả lời của chị là bullshit. Không bao giờ có ai học với life coach một lần hai lần mà bạn có thể thay đổi cuộc đời của bạn được. Không thể. Tại vì sao? Life coach nó là một cái chặng đường. Đó là lý do tại sao ở bên Sinh Nhi làm life coach Nhi tính theo tiền giờ. Tiền giờ tức là sao? Một tháng có khi họ cần gặp Nhi 2 lần hoặc 3 lần.
có khi họ 2-3 tháng Nhi đưa bài tập cho họ, họ không cần gặp Nhi trong 2-3 tháng đó, cho tới khi họ sẵn sàng đến cái buổi học kế tiếp. Rồi sao nữa, có những người người ta làm bài rất nhanh, một tuần người ta đã có thể trả bài. Có những người tốc độ của họ rất chậm, họ sẽ đi từ từ. Nhưng lâu lâu là một người life coach, Nhi vẫn phải gặp để Nhi thúc họ, Nhi cần phải đẩy họ, Nhi cần phải cho họ biết cái sự thật về họ. Và Nhi cần phải, có những lúc bạn phải rất là tough, giống như cái cách Nhi đang dạy trên YouTube, là bạn phải ép người ta hành động. Tại vì người ta sẽ lười, người ta sẽ cảm thấy là ôi tôi trả tiền cho bạn rồi bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi. Nhưng mà không phải, người ta trả tiền cho Nhi để Nhi trở thành một người coach. Tức là giống như bạn trả tiền để đi học đánh tennis, bạn chưa có biết đánh tennis thì bạn cần một ông thầy để dạy bạn những cái bước cơ bản đánh tennis làm sao. Bạn chưa có biết bơi, bạn sẽ tìm một ông thầy biết bơi để dạy cho bạn là à, để bơi tay thì sao, đúng không? Khi mà bạn chưa biết nhảy lên một cái tầng cao thì bạn sẽ học một người à, nhấn nút nhảy làm sao cho nó không có bị chấn thương đầu gối chẳng hạn. Cầu thủ đá banh, bạn cũng sẽ tìm một cái người coach để dạy cho bạn làm sao để chơi team, chơi đồng đội, vân vân. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này bạn phải cần một cái coach. Và life coach cũng là một trong những cái người thầy như vậy. Có nhiều bạn vô đây sẽ ngộ nhận là ủa chị Nhi là chuyên gia tư vấn tình yêu hả? Chị Nhi sẽ nói cho em nghe nè, chuyên gia tư vấn tình yêu chỉ là một phần trong life coach. Life coach phải biết nhiều hơn là tình yêu. Tình yêu em chỉ biết đúng một mảng, dạy con đó yêu thằng đó làm sao, dạy thằng đó yêu con đó làm sao. Nhưng chị Nhi nói thiệt là chị Nhi không có nể mấy người làm tư vấn tình yêu. Tại sao chị Nhi nói như vậy? Tư vấn tình yêu đối với chị Nhi nó giống như cái chuyện là manipulate, hay còn gọi là em lợi dụng những cái kiến thức em biết để em đi hẹn hò với ai đó một cách giả tạo. Tức là sao? Chị có thể nói với một người là à, đi gặp thằng này nói như vậy nè. Và nếu như người ta cứ nói y xì như vậy, người ta sẽ tán đổ thằng đó. Tại vì sao? Tại vì chị Nhi biết người ta cung gì, người ta sinh ngày tháng năm sinh nào, người đó sinh ngày tháng năm sinh nào. Chị Nhi biết na ná cái tính cách của họ, chị Nhi sẽ bày con này, tán đổ thằng này. Nhưng mà như vậy là nó không có thật. Không có thật tại vì sao? Bạn lợi dụng cái kiến thức của bạn biết để bạn tán người ta, chứ không phải là nó từ trái tim của bạn. Và khi bạn lợi dụng kiến thức bạn biết để bạn tán một ai đó, khi bạn về nhà thì sao? Không hạnh phúc, chia tay, ly dị. Tại vì cái vấn đề cốt lõi nó vẫn nằm ở cái chỗ là bạn không biết bạn là ai. Life coach là người dạy cho bạn biết bạn là ai. Và bạn phải biết bạn là ai thì bạn mới không cần một cái life coach nữa. Một cái life coach trong cuộc đời thành công là khi cái người khách hàng đến, người ta nói với bạn là ô, cảm ơn bạn, tôi đã tìm thấy mình là ai rồi. Bây giờ tôi có thể quyết cuộc đời của tôi mà không cần phải làm phiền đến bạn nữa. Và chắc chắn nếu trên con đường đi của tôi, bây giờ tôi từ cái bước là từ người trưởng thành đi qua làm đi làm, đúng không? Sau khi đi làm xong, giờ tôi cần yêu một ai đó chẳng hạn, hoặc là tôi cũng chuẩn bị làm cha làm mẹ chẳng hạn, thì tôi sẽ gọi bạn lại và tôi sẽ cần cái sự tư vấn của bạn kế tiếp. Cho nên life coach nó không phải là một cái người mà bạn gặp người ta rồi xong rồi bạn nghe 2-3 câu cho vui, kiểu như motivation speaker. Không phải, life coach không phải là motivation speaker. Life coach là người phải thực sự thúc ép những cái người khách hàng của mình hành động đến cái đỉnh mà họ cần. Họ phải đến mà nói cho bạn biết là họ muốn cái gì. Họ không biết họ muốn cái gì, bạn phải hướng cho người ta biết được là người ta muốn cái gì. Bạn không hướng được người ta muốn cái gì thì bạn phải cho người ta trải nghiệm đủ thứ cái, rồi xong bạn phải quan sát, bạn thấy cái cách họ phản ứng với cái điều đó như thế nào. Và xong bạn nhận ra là người này không thích hợp để làm sếp, người này chỉ thích hợp để làm quản lý, người này chỉ thích hợp để đi làm những cái việc bình thường, người này chỉ thích hợp để sống một cuộc đời đơn giản. Và bạn phải ok với cái điều đó. Và một life coach không được đánh giá, không được coi thường người khác, không được nhìn những cái điều đó, và phải đối xử với tất cả mọi người công bằng và bình đẳng. Life coach rất là một trong những cái công việc mà Nhi làm thêm, nhưng mà Nhi nghĩ là Nhi rất là thích cái công việc đó, cho nên là Nhi thấy là mình giúp được rất là nhiều người ở bên này, tại sao mình không sử dụng cái điều này ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao Nhi muốn đem những cái điều tuyệt vời này về Việt Nam và muốn dạy cho những cái bạn trẻ ở Việt Nam. Bởi vì thế giới nó được cái access, tức là nó được chạm đến cái điều này, nhưng mà cuối cùng nó lại không, nó không có rộng ở Việt Nam. Người Việt Nam người ta tính tiền như những cái này, nhưng mà Nhi lại thấy là bạn có quyền tính tiền cho những cái bạn học được và bạn làm được, Nhi không có phủ nhận. Nhưng mà được bao nhiêu người thật sự có thể access, tức là có thể đụng chạm đến cái kiến thức đó, và bạn chỉ có thể sống một lần, không biết được là khi nào bạn sẽ chết đi, đúng không? Đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.